Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình quay cho các bạn xem về cái dàn bầu của mình nha các bạn ha. Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái loại phân mà để bón thúc cho cái dây bầu của mình các bạn, mà nó ra trái và trái nó được đẹp cũng như là nó được suông các bạn. Vì cũng có một bạn là hỏi mình khi mà mình ngắt đọt cái dây bầu dây bí xong á, thì mình nên bón những cái loại phân gì để mà cho cái trái mình nó đẹp và nó to nha các bạn ha, cũng như là những cái loại thuốc gì mà để xịt cho cái dây bầu của mình mà nó không bị vàng lá các bạn, cũng như là xịt phòng trị những cái bọ trĩ nè, rồi những cái con hút chích á trên cái dây bầu của mình mà nó tốt nhất. Thì ở đây thì mình cũng đang quay vào buổi trưa các bạn, thành ra nó hơi chá, thì các bạn xem thông cảm cho mình ha. Thì bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái loại phân mà mình bón thúc nha các bạn ha. Thì cái phân mà mình bón thúc cho cái dây bầu của mình các bạn, thì ở đây thì mình bón cái phân là 20-15 cộng với cái thằng canxi bo nha các bạn ha. Và cái liều lượng là 73, có nghĩa là 7 kg phân 20-15 cộng với là 3 kg là canxi bo. Cái này là mình trộn đều với nhau và mình sẽ bón vào gốc của nó. Và mỗi gốc như vậy thì mình sẽ bón là khoảng đâu là từ 2 lạng đến 3 lạng nha các bạn ha. Tùy theo cái mức độ cho trái của nó. Ví dụ như trái của nó còn rất là nhiều ở trên một cái dây chèo các bạn thì mình nên bón là từ 3 lạng. Còn nếu như mà mình hái mà mình còn sót là những cái trái chèo nhỏ thì mình sẽ bón là 2 lạng cho một cử bón ha. Tại vì mình cũng nhắm theo cái giá bầu của các bạn mà mình bón thôi. Ví dụ như cái giá bầu mình nó mắc đi, ví dụ như nó tầm khoảng là 4.000-5.000 thì các bạn nên bón là khoảng là 3 lạng. Còn ví dụ như là nó cái rẻ quá các bạn thì mình, nếu như mà mình bón phân nó nhiều quá thì mình sẽ lỗ nha các bạn ha. Có thời điểm á, bầu nó chỉ có là 1.000-2.000 một ký thôi các bạn đó. Thế đây thì mình chia sẻ cho các bạn vậy ha. Cái dây bầu này á, thì mình trồng nó leo vàng các bạn nên nó cũng cực kỳ là tốt nha các bạn ha. Để quay sơ cho các bạn xem nè. Rồi mà cái về mà cái phần mà vàng lá của cây bầu các bạn thì mình có thể là mình xịt cái thằng Nativo các bạn cộng với thằng Antracon nha các bạn ha. Nó thì cái loại thuốc đó mình hay chia sẻ cho các bạn á, thì các bạn có thể dùng ha, nó rất là tốt luôn các bạn. Nó còn như phòng trị sương mai thì các bạn có thể là sử dụng Cariotop hoặc là sử dụng là thằng Mad Hero của công ty Mad Pacific nha các bạn ha. Còn các bạn mà phòng nứt dây hoặc là thúi gốc ở gốc bầu các bạn thì các bạn có thể sử dụng là cái thuốc là Alias nha các bạn ha. Cái gói thuốc này khoảng đâu là 4-mấy ngàn các bạn. Cái gói thuốc này nó cực kỳ là hay luôn nha các bạn ha. Và các bạn lưu ý giúp mình ha, là cái gói thuốc này là các bạn không được cộng bất cứ cái loại thuốc gì, mình chỉ cộng riêng biệt cho một mình nó thôi. Thì các bạn nhớ nha các bạn ha, các bạn không cộng bất cứ cái loại thuốc nào ha, cộng vô là nó mất tác dụng của nó nha các bạn. Đó thì đây mình chia sẻ cho các bạn vậy ha. Còn riêng cái về mà cái phần mà bầu của mình các bạn mà nó bị con này con kia chết á các bạn, do bọ trĩ hoặc những con ruồi chết trái á, thì các bạn có thể sử dụng cái thuốc là Confidor cộng với cái thằng chép trắng nha. Hai này bạn cộng lại là bạn trị luôn cái thằng rầy. Còn riêng cái thằng mà cái con mà ruồi mà chết trái các bạn, ruồi mà chết trái mà nó ấy á, thì ở đây mình xịt nó sẽ không có hết đâu, mà các bạn nên mua những cái loại thuốc như là phi bông các bạn. Rồi bạn mua những cái hũ mà dẫn dụ mà vàng vàng á, bạn ra ngoài tiệm vật tư nông nghiệp bạn hỏi bạn mua thì người ta sẽ bán cho bạn. Và bạn ví dụ như một công đất như vậy thì bạn mua khoảng đâu là 20 hũ ha. Đó, bạn về rồi bạn đổ cái thuốc phi bông vô rồi các bạn dẫn dụ nó thì nó sẽ chết rất là nhiều. Chứ mà các bạn không có xịt được đâu. Xịt thì cũng được nhưng mà nó vài ba bữa nữa thì nó cũng sẽ quay lại thôi. Xịt cho mình an tâm thôi các bạn. Đó, thì ở đây thì mình chia sẻ cho các bạn vậy ha, cũng như là trả lời cho các bạn một số câu hỏi mà các bạn hỏi mình á. Thì cái dàn bầu này thì mình trồng cũng khá lâu nha các bạn ha, ăn nó cũng rất là tốt luôn. Tại vì mình đang trồng ở trời nắng á, mà cái khu vực này thì nó gần sông các bạn, nên mình có đủ cái lượng nước á, mình tưới cho nó các bạn, thành ra nó rất là tốt nha các bạn ha. Cũng như là một cái video trước thì mình cũng đã là chia sẻ cho các bạn về cái kỹ thuật mà trồng bầu á nó như thế nào các bạn, thì các bạn có thể xem lại cái video đó để các bạn nắm về cái cơ bản mà cái cách trồng bầu ha. Đối với những cái người bạn nào mà mới trồng á thì các bạn có thể là tham khảo cái cách trồng của riêng mình nha các bạn ha. Đó, và những cái chia sẻ của mình các bạn thì các bạn là nên áp dụng cho một dây bầu hoặc một dây bí của các bạn để các bạn trồng được tốt hơn. Tại vì những cái lời nói của mình ở trên cái video này á thì các bạn nên nghe kỹ và áp dụng một dây thôi, tại vì cái vườn bầu là của các bạn á, chứ không phải là của mình các bạn. Nó thành ra mình chia sẻ cho các bạn thì các bạn nên áp dụng trên một dây trước, nếu thấy hiệu quả thì các bạn hãy áp dụng cho một vườn đó.
Và mình xin chia sẻ thêm về cái phần mà dàn lá ha. Thì đối với những người bạn mà đăng ký mới của mình thì các bạn có thể nghe tham khảo ha. Còn những cái bạn nào mà đăng ký lâu rồi các bạn thì các bạn có thể là đã nghe rồi, thì các bạn cũng có thể là nghe lại tham khảo ha. Thì riêng cái phần mà cái dây bầu của mình các bạn mà nó hay bị dàn lá thì nó rất là nhiều nguyên nhân. Một á, là nó bị thiếu phân nè. Hai á, là do nó bị ảnh hưởng một số như là con ruồi chích trái nè các bạn, rồi sâu này nọ đó các bạn, thì nó sẽ bị dàn lá. Thì cái biện pháp mà mình xịt đó các bạn thì các bạn nên lựa những cái loại thuốc mà dạng cớm. Có nghĩa như ví dụ như nó bị sâu đi các bạn, sâu đục thân đi, thì các bạn nên mua những loại thuốc như là Vitaco nè của công ty Medbacimbit á, thì nó là thuốc dạng cớm. Nó ví dụ như là 50WB các bạn, đó là dạng dạng bột cũng được nha. Nhưng mà các bạn chú ý cho mình là các bạn nên né những cái loại thuốc mà dạng nhũ dầu. Nó ví dụ như là EC các bạn, cái hiệu EC á, thì vì những cái loại thuốc đó các bạn thì nó rất là nóng. Thậm chí các bạn xịt lên trên những cây cà tím luôn, cây dưa leo này nọ đó, những cái dòng lá nhám á, các bạn xịt vô những cái dòng mà EC nó càng cao, ví dụ như 125 EC, bạn xịt vô với bình 16 lít nước là nó cháy liền. Nó rất là mẫn cảm nha các bạn ha. Đối với những cái dây bầu bí này nó rất là mẫn cảm với những cái loại thuốc nhũ dầu, tại vì cái loại thuốc nhũ dầu các bạn nó nóng. Nó cái này chia sẻ cho các bạn vậy, mà các bạn nên sử dụng những loại thuốc dạng cớm, bất cứ cái loại thuốc nào bạn xịt nó luân phiên với nhau, nhưng mà thuốc dạng cớm thì nó sẽ rất là tốt nha các bạn ha. Đó thì chia sẻ cho các bạn vậy đó. Ở đây mình cũng có sử dụng một số chai dẫn dụ các bạn, mua thuốc phi bông mình chế bằng cái chai ở nhà luôn, là chế bằng cái chai nước suối của mình các bạn, bỏ thuốc phi bông vô mình khoét một cái lỗ là nó cũng được nữa nha các bạn ha. Đó, để quay cho các bạn xem về sơ nè. Nào, các bạn thấy không, cái chai nước suối đó, đó rất là đơn giản thôi, bầu mình cũng thu hoạch được mấy lần rồi. Ở đây là trồng bằng vàng nha các bạn ha, và trồng cặp lộ luôn, tại vì mé bên đây là sông đó. Nhìn cơ bản nó cũng rất là tốt nha các bạn ha. Thì bạn nào mà đang xem kênh của mình á, mà thích về cái chủ đề làm vườn á, thì các bạn có thể like video của mình nha các bạn ha, hoặc là các bạn có thể là bấm nút đăng ký ha. Thì khi mà mình ra video á, thì các bạn có thể là xem được ha. Mình á, thì mình ra rất là nhiều video, nói chung là về cây này cây kia luôn các bạn, chứ không phải riêng về cây bầu. Thì các bạn mà nào có câu hỏi nào thì cứ bình luận, thì mình sẽ cố gắng mình đi quay cũng như là làm video chia sẻ cho các bạn ha. Tại vì á, mình ở đây thì mình trồng cũng khá nhiều, nhưng mà cũng có dạng như là cô Út của mình các bạn, thì trồng đồ hàng dòng á, thành ra cái rất là nhiều các nhiều mô hình á các bạn, cũng như là bà con đây trồng rất là nhiều, thì mình có thể là mình đi quay cho các bạn xem đó. Thì hôm nay thì mình làm về cái chủ đề cây bầu á. Rồi các bạn nào có ý kiến gì hoặc là có cái gì đó thì các bạn cứ bình luận ha, thì mình sẽ trả lời cho các bạn, cũng như là làm một cái clip nói rõ cho các bạn luôn. Rồi vậy nha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.